lặng lẽ ẩn khuất sau những cánh rừng, cùng di tích lịch sử đường 10 hay còn gọi là căn cứ H1 của chiến dịch B5 vẫn còn nguyên vẹn giá trị lịch sử. 37 năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 45 năm ngày khai sinh đường 10 huyền thoại, những hang động là căn cứ của nhiều chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Mỹ mà theo cách gọi của người dân địa phương là hang Đại Tướng, hang Văn Công vẫn là ẩn số đối với những người thực hiện hành trình khám phá. Trải dài theo triền núi đá vôi, hệ thống hang động trên địa bàn xã Ngân Thủy với những câu chuyện bi tráng chưa được kể bởi những người trong cuộc. Hành trình đi tìm kiếm dấu tích, nhân chứng lịch sử, tìm kiếm những điều kỳ thú của thiên nhiên trên địa bàn xã Ngân Thủy của chuyên mục Quảng Bình điểm đến lại tiếp tục đến với điểm di tích thứ hai trên địa phận bản Cây Sung. Rời di tích hang Đại Tướng thì chúng tôi di chuyển đến một hang nữa ở tại bản Cây Sung. Và một điều thú vị là người dân địa phương ở đây cũng gọi cái hang này là hang Đại Tướng. Vẫn là cách gọi đầy thân thương và tự hào của người Bru Vân Kiều. Hang Đại Tướng, hang thứ hai trong chuyến hành trình khám phá cùng hang động trong hệ thống di tích lịch sử đường 10 của chúng tôi. Nằm ở độ cao khoảng 300 mét trên một quần thể núi đá vôi ở trung tâm bản Cây Sung. Hang động có tên gọi Đại Tướng là căn cứ bí mật của cứ điểm B5 hay là nơi ở, nơi làm việc của một vị tướng như cách gọi của người dân địa phương. Chúng tôi với biết bao câu hỏi đặt ra và đang trên đường đi tìm câu trả lời. Phía bên trong hang đá này liệu còn dấu tích để mở ra điều bí ẩn? Dần bước vào trong đêm tối, chúng tôi đã được anh Hồ Thà và những người Bru Vân Kiều bản Cây Sung dẫn lối. Hồ Thà nói rằng hang đá này có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài nên người dân địa phương thường đến đây để tránh nóng. Đúng như lời Hồ Thà nói, không khí trong hang mát mẻ, con đường dẫn vào hang như một hành lang hẹp, và sau 15 phút đi bộ, di tích của thời kháng chiến đã hiện ra trước mắt. Di chuyển thêm 100 mét ở trong lòng hang thì chúng tôi bắt gặp một cái sân khấu giả chiến. Và theo những người dẫn đường cũng là dân địa phương thì tại nơi đây đoàn các cái đoàn văn công đã là biểu diễn phục vụ hàng ngàn lượt chiến sĩ trước khi ra trận. Không tìm thấy di bút hay các hình vẽ trên vách đá, khán phòng chỉ còn lại một sân khấu bê tông nối liên giữa lòng hang. Chúng tôi đang liên tưởng đến một phòng họp hay cũng có thể là một sân khấu dã chiến có sức chứa khoảng 500 khán giả. Sân khấu trong lòng hang này đã mang đến cho chúng tôi biết bao câu hỏi và vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Hành trình đi tìm những điều bí ẩn trong hệ thống di tích đường 10 tại địa bàn xã Ngân Thủy đã thôi thúc những người khám phá tiếp tục dấn bước tiến lên phía trước. Cách sân khấu dã chiến khoảng 20 mét về phía đông bắc, hang Đại Tướng chia thành hai hướng, một hướng dẫn đến một cửa khác và một hướng dẫn đến lối đi vào trong hang. Đoàn thám hiểm đã di chuyển trên cung đường với địa hình khá hiểm trở. Càng vào sâu, nhiệt độ càng giảm xuống. Những hồ nước như những chiếc giếng khơi liên tục xuất hiện trên lối đi. Nhiệt độ ở trong lòng hang so với bên ngoài là rất là thấp, vì thế đã tạo nên cái khí hậu ở trong này cực kỳ là mát mẻ. Và thỉnh thoảng ở trong lòng hang thì có một số chiếc rất là trống. Trống rất là mát đấy. Phía trước chúng tôi là một hành lang, lối đi ngày càng nhỏ dần. Và có lẽ hang Đại Tướng cũng là một hang động có nhiều nhánh khác nhau. Những người dẫn đường nói rằng chưa một người dân địa phương nào thám hiểm hết sự kỳ bí bên trong hang Đại Tướng. Nhưng ở cuối đoàn hành lang hẹp là một dòng suối ngầm với vô vàn thạch nhũ, và cách đó không xa là một giếng trời. Thiên nhiên kỳ thú đang ở phía trước, nhưng chúng tôi đã không tìm thấy dấu vết nào của con người để lại trong lòng hang động này.
Là những người dân địa phương ở bên đây thì anh nào là người đi cái hang này nhiều nhất ạ? Tôi đi nhiều nhất. Vậy thì anh đi được bao nhiêu km của hang này? Trong hang này thì không thể định hướng được km bởi vì nhiều ngõ ngách. Và trong hang này cũng nhiều đá nhụn. Thưa anh, ở trên địa bàn cây súng của mình thì có khoảng bao nhiêu cái hang giống như thế này ạ? Trên địa bàn cây súng thì có rất nhiều hang, nhưng mà bọn em là đi được cỡ 2-3 hang. Mỗi hang thì lại có là vẻ đẹp riêng. Theo những người dẫn đường là người dân địa phương ở đây thì cái hang này là rất dài và rất rộng, và nhưng có một cái ngách rất là nhỏ mà khiến những người có một cơ thể hơi to như tôi thì không thể là đi qua được, và chúng tôi phải bắt buộc phải dừng lại đây. Chia tay hàng đại tướng với biết bao câu hỏi chưa có câu trả lời, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với cùng hang đồng bản cây sung xã Ngân Thủy để tìm hiểu về những câu chuyện bi hùng của chiến dịch B5 về cung đường 10 huyền thoại.